không muốn cái lốp xe của mình bị như thế này thì hãy trang bị ngay cho mình một bộ cảm biến sốt lốp như này anh em nhá. Đây, chiếc xe này được trang bị ngay cho mình một bộ cảm biến sốt lốp của IK, và cái này là năng lượng mặt trời. Khi mà anh em ra ngoài nắng thì cái năng lượng nó tự tự sạc cho cái màn hình hiển thị này, và anh em sẽ không lo hết pin. Và anh em có thể nhìn thấy ở đây này, đây nó sẽ hiển thị hai số cân này và nhiệt độ của lốp này. Đấy, để cho anh em xin theo dõi được là cái lốp xe của mình đang có cái số hơi trên trong như nào, có căng không hay là thủng ở lốp nào. Và khi mà thủng thì chẳng hạn như là bốn cái lốp này nó sẽ hiển thị vào bốn cái lốp của bốn lốp xe, và nếu như mà lốp bên nào bị thủng thì cái bên đấy nó sẽ nháy và cảnh báo cho anh em bằng tiếng kêu để anh em biết được là cái lốp xe của mình nó có bị thủng ở chỗ nào để anh em xử lý. Và cái khi mà cái lốp xe sẽ được lắp vào vị trí nguyên bản của van zin như này cho anh em này, anh em bơm biết, anh em chỉ cần bấm vẫn bơm như bình thường và không ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của anh em. Và cái van này thậm chí còn đẹp hơn nhé, và cái màn hình hiển thị cực kỳ đẹp đấy, rất là dễ sử dụng cho anh em, với cái thời gian bảo hành đến tận 2 năm cho anh em nhé, với cái bộ áp suất lốp này đấy. 2 năm là 2 năm đổi mới luôn, hỏng van đổi van, hỏng màn đổi màn đấy, rất là thuận tiện cho anh em. Và anh em nào có một nhu cầu lắp đặt cái cảm biến áp suất lốp này với các dòng xe như nào thì anh em có để dưới comment, hoặc là anh em liên hệ trực tiếp với bên Agala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ cho các bác. Cảm ơn các bác.